Hôm nay xin được giới thiệu đến các bạn một đôi loa cực kỳ cao cấp đến từ JBL, đôi loa JBL được Nhật Bản, JBL LX1000. Thì đây là cái dòng mà cao cấp nhất của dòng LX. Thì sau này nó cũng có một phiên bản cải tiến của LX1000 là LX1000 MK2 thì cũng không có quá khác biệt. Thì series 1000 và 1000 MK2 là series cao nhất của dòng LX Nhật Bản. Thì con này nó có thiết kế thùng cao 1m08, chiều ngang 32, chiều sâu là 37.5. Mỗi thùng là nó nặng khoảng gần 30kg. Và nó có thiết kế 4 loa, 3 đường tiếp, trong đó 2 loa bass 20. Cái lưới của nó đây, cái lưới của nó có cái logo nó làm tròn ở chỗ góc này rất là đẹp. Và 2 bass 20, 1 mic khoảng 16, 1 trep titanium. Thì cái dòng này nó thiết kế cũng không phải là có gì khác biệt so với những dòng loa cột khác của JBL, nhưng mà nó cách âm cực kỳ hay. Cặp này được sản xuất tại Đan Mạch nha các bạn, đây là phiên bản xuất đi châu Âu nên nó được sản xuất tại Đan Mạch. Tất cả những dòng LX1000, LX1000, MK2 đều như vậy. Và bát của nó là bát giấy, công suất 250W, trợ kháng 4 ohm và độ nhạy là 92 dB. Thì với cái trợ kháng 4 ohm này, chúng ta có âm ly 4 ohm ta chơi nó rất là lợi. Lợi ở chỗ là khi mà âm ly chúng ta kéo loa 4 ohm thì nó sẽ ra công suất lớn hơn so với loa 8 ohm. Đó, như bạn thì cứ hay nói là âm ly loa 4 ohm nó khó chơi, nhưng mà không phải là vậy. Nó khó chơi tại vì các bạn không có âm ly chơi 4 ohm, chúng ta chơi nó hơi bị nóng. Còn đa số thì âm ly khoảng từ 5 đến 7 triệu trở lên, bây giờ nó đã rất là nhiều cái, nó có 4 ohm rồi. Anh chị cần nhìn phía sau chúng ta thấy âm ly nó hỗ trợ từ 4 đến 16 ohm là vô tư rồi. Cặp loa còn cực kỳ đẹp, màu này là màu hơi xám xám. LX800 này, made in Đan Mạch này, rồi gắn dây loa là cầu bắp chuối. Mấy hôm nay trời mưa nên mình quay nó hơi bị cái tạp âm lúc mưa. Nói chung là mưa cả buổi chiều, buổi sáng thì mình không có rảnh, thì buổi chiều mình quay thì lại bị mưa, nên các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ mình trước khi test nhạc mình quay lướt cho các bạn xem kỹ từng cái tiếng loa, từng cái loa bass mic trep không bị mốt hay là bị trầy xước đi nha. Rất là đẹp. Cái loa này có mức giá là 15 triệu nha các bạn. So với JBL mà loa cây thì lại là sự lựa chọn rất là hợp lý. Mức giá nó ok, không có quá cao. Không phải là mức giá chúng ta không thể chơi được. Và chất âm nó cực kỳ hay. Và bây giờ mình sẽ test âm thanh của nó cho các bạn nghe và thưởng thức nhé. Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu? Là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chớ vơ trong lạnh công, muộn phiền theo tháng năm. Hỏi tôi phiến đá có tình yêu không? Em hỏi tôi
duyên đã có linh hồn không? Linh hồn tôi nay là đá sỏi, nhưng đã nằm khổ đau với tình yêu em. Em hỏi tôi đã biết thở dài xa xôi. Em hỏi tôi đã có ngậm ngùi chia phôi. Em và tôi thiên đường mất rồi, trên lối về mình tôi bước dài lê thê. Em vô tình làm sao hồn tôi giờ đây úa nhau, trong đêm thâu gọi tên lòng càng vắng xa thêm. Tôi hôm nay là ai, thà như một phiến đá nằm, trăm năm như ngàn năm người cũng đã băn khoăn. Rồi, nhưng đã nằm khổ đau với tình yêu em. Em hỏi tôi đã biết thở dài xa xôi. Em hỏi tôi đã có ngậm ngùi chia phôi. Em và tôi thiên đường mất rồi, trên lối về mình tôi bước dài lê thê. Em vô tình làm sao hồn tôi giờ đây úa nhau, trong đêm thâu gọi tên lòng càng vắng xa thêm. Tôi hôm nay là ai, thà như một phiến đá nằm, trăm năm như ngàn năm cũng đã băn khoăn. Trăm năm như ngàn năm người cũng đã băn khoăn.